Ơi ông đâu có thèm bắt cá cũ đâu, ông canh ca vừa đổ là ông lâm mà cá cũ ông chê. Cá cũ Mới ăn luôn á. người ta nói vậy nghe vậy đi. Anh chàng đẹp trai đừng khó tính. Trời ơi, tôi mới thả xuống rồi đè bắt rồi lấy gì đâu nữa. Ông này. Ở đâu chưa, tôi không có xuống nữa, đổ nữa đâu ơi. Bà Đổ hai. đổ ông lụm hết à. Tướng nhiều cá thấy ghét à. Không làm sao Ông mà ghét luôn ơi, chỉ có vợ thương ông à. Thôi nói nha, vài bữa nữa mà đi đâu mà bảnh tỏn lên này nó cho ra khỏi nhà luôn. Đi ra càng khỏe, chú dụ á, ra càng khỏe nữa. Chờ công hưởng không cá chưa đổ lên nha anh em. Đấy, chưa đổ cá lên cá luôn à. Lâu lâu nhìn thấy anh Cường đóng bộ vô đẹp trai không? Thưởng chắc chưa? Lắm lắm vô đó thưởng luôn. Nó cầm cân rồi. Nó sợ cá rồi, lo nó với hộ rồi chết rồi, cá rồi gần luôn rồi. Cá rồi cần nha chết. Đẹp trai cầm giờ mi nóng mì giùm cho nó cái coi. Quay chơi chút cái gì tắt hay nghe anh ơi. Ủa, em vừa gửi cho anh mà, để em gửi lại nha. Em vừa gửi kết bạn anh rồi mà, để em gửi lại cho. Cái số kia nhưng mà anh cứ thấy vào cái chỗ phần đấy là em thấy mà. Báo cá anh em, báo cá cho Sơn xe tải.
Chắc chưa? Không trả lời là có nghĩa là chưa dám chắc rồi. Báo cá cho em sơn xe tải, chắc chưa? Cá này nó to nhất hồ. Cá thưởng rồi. Rồi mới được cá hô đi, đánh là đập héo. Báo cá nha anh em. Ở cá thử đi. Đem qua căng liền mày. 5 kg đưa lên. 5 kg ăn lên. Lấm. Lấm nha anh em. Nãy giờ chưa gắn này hả? Ôi trời. Được không? Nên cái này nó ăn cái gì đây? Hai cân chứ làm gì? Không được con nào cân nữa hả? Để chút lấy cá rô phi móc vô đó được cân. Ổng ra là đổ toàn cá to không đấy.
đuôi chị Hà ơi. Đuôi đầu gì cũng rớt. Nó mệt thì nó bắt được. Sáng đuôi khó lên lắm. Dạ hả? Đuôi đầu cũng gì cũng vào rọ. Đấy. Đấy, đuôi thật. Con cua nó chạy kỳ lắm. Cua thì cũng phải lên. Được rồi. Bảo cá cho anh Hoàng thôi. Cá thưởng đi anh Hoàng ơi. Tự gầy em trông anh lên cá thưởng nhưng 5kg 6kg cho anh có cảm giác với người ta. Lắp cái đầu lên ta coi coi nào. Kéo ghê đi. Bảo cá luôn nha. Bảo cá bên bờ hồ bên kia luôn nha. Coi ai lên trước. Coi Lý Hùng lên trước hay là Lê Hoàng lên trước. Bảo cá cho anh Hoàng nha. Là bên này à. Anh Hoàng tôi là bên này. Còn bảo cá cho Lý Hùng là bên này nha. Náo nhiệt anh em ơi. Qua lên trước. Lý Hùng lên sau về trước. Chúc mừng Lý Hùng. Rồi trở về anh Hoàng mình. Lâu lâu mới được cái để cho đó. Có thể là cá thưởng cho anh Hoàng để em đi cân cho anh cái. Có thể là cá thưởng nha. Có thể là cá thưởng nha. Để em cân cho anh cái. Lượm. Báo cáo với anh em là lượm nha anh em. Rồi để em đi cân cho anh một cái. Còn không thấy anh sẵn cầm cái vợt qua giùm em luôn. Cân cái đặng nhận tiền thưởng luôn. Nếu mà đúng sai nhận tiền thưởng luôn anh. Biết rồi. Cá lên nha anh em. Mưa mát mình cá lên nha anh em. Ầm ầm luôn. Cá thưởng đi. 4kg, 5kg, 6kg gì đi. Đây đưa đây em, anh chỉ coi anh tranh thủ ấy đi. Cá lên nha anh em. Nè, anh coi em giật nè. Đường nào chặt không? Quá giỏi. Không là mình là phải lượm nha anh em. Lượm. Tiếp tục báo cá cho em đẹp trai.
Về cá thưởng đấy cho nó vui. Chi một rồi. Trời ơi. Lớn. Chắc rồi. Lớn. Cá thưởng nữa rồi, cá thưởng nữa rồi. Câu cá nha anh em. Lên con 7 kg tôi cừ dữ á. Có anh bồi mà. Ừ. 5 kg mấy, 4 kg mấy thì nó nhiều, 6 kg, 7 kg thì nó cũng có. Bao cá nha anh em. Không, cái này C1 rồi. Nó dính kiểu đó, bây giờ nó quẩy quá trời. Rồi. Tiếp tục cá về luôn nha anh em. Em đẹp trai lụm tiếp. Báo cá nha anh em. Chết rồi đó. Báo cá luôn nha anh em. Lụm. Báo cá luôn nha anh em. Bên đây lụm trước. Lụm luôn. Mưa mát mình, cá nổ đều nha anh em.